Trước màn hình các bác đang theo dõi là hình ảnh gia đình anh Cường. Anh có địa chỉ tại xã Yên Thượng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Cạn đấy ạ. Hôm nay anh Cường và anh Huy, hai anh em cũng sang trực tiếp xưởng đồ gỗ Công Nhung Tuyên Quang. Và mỗi anh em cũng ủng hộ cho cơ sở nhà em một bộ bàn ghế Minh Quốc Voi, tay cột 14. Bộ này là bộ hàng thửa, khuôn tranh dày 4 phân, ván mặt dày 2 phân ạ. Và bộ của anh Cường thì bên em cũng đã hoàn thiện xong phần bóng rồi. Thì sau khi anh đánh dấu bộ sản phẩm này thì bên cơ sở đồ gỗ Công Nhung Tuyên Quang sẽ hoàn thiện nốt phần kính và sẽ bàn giao trực tiếp cho gia đình nhà anh Cường, có địa chỉ tại xã Yên Thượng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Cạn đấy ạ. Một bộ Minh Quốc voi cực kỳ là đẹp luôn các bác nhé. Voi là voi chiến luôn đấy ạ. Kích thước dài của em cũng là 2m37 chiều dài luôn. Chiều sâu là 74, rất là rộng và rất là cao. Giờ rất là dày dặn luôn các bác nhé. Một bộ Minh Quốc voi đây cực kỳ là dày dặn, cực kỳ là đẹp luôn. Đã được hai anh em nhà anh Cường và anh Huy đã chốt sản phẩm cho gia đình nhà mình. Một bộ bàn ghế cực kỳ là đẹp luôn đấy ạ. Voi của em là voi chiến, tay của em là tay đặc nguyên con đây các bác nhé. Tựa của em là dày 4 sen. Khuôn tranh dày 4 phân, ván mặt dày 2 phân. Cảm ơn gia đình anh Cường đã ủng hộ cho cơ sở nhà em một bộ bàn ghế Minh Quốc voi đấy ạ. Và hiện tại thì bên cơ sở đồ gỗ Công Nhung Tuyên Quang đây các bác ạ, rất là nhiều các bác nhé. Bục lục bình này, bàn ăn, tủ kệ, tivi, bàn ghế, ngoài những cái bộ đinh hương và những bộ hương đá và những bộ rổi chôn thì bên em có những bằng sofa liền tấm liền khối và những bộ hoàng gia liền khối liền tấm nữa. Kính mời các bác khách hàng trên mọi miền Tổ quốc đến trực tiếp cơ sở đồ gỗ Công Nhung Tuyên Quang, có địa chỉ tại tổ 11 phường An Tường, thành phố Tuyên Quang, cách cầu vượt 200m hướng vào suối khoáng Mỹ Lâm. Cơ sở 3 thì có địa chỉ tại làng nghề Đồng Kỵ, Từ Sơn, Bắc Ninh, đối diện với trường Đại học Thể dục Thể thao Từ Sơn, Bắc Ninh đấy ạ. Các bác ở xa thì có thể liên hệ qua các số điện thoại của anh em là 0988 986 và 601 và các số điện thoại là 0916 912 888 ạ. Bên cơ sở đồ gỗ Công Nhung Tuyên Quang sẽ tư vấn trực tiếp cho các bác mua những bộ sản phẩm phù hợp với lại không gian phòng khách của gia đình nhà mình ạ. Và một lần nữa thì em cũng xin cảm ơn các bác khách hàng trên mọi miền Tổ quốc đã luôn luôn đồng hành và ủng hộ cho cơ sở đồ gỗ nhà em. Cảm ơn anh Cường và anh Huy, mỗi anh em một bộ sản phẩm bên cơ sở đồ gỗ nhà em ạ.